Ok, em trả lời cho thầy nghe coi sốt khát nóng ở chỗ nào kem. Lớp phó phong trào, sốt khát nóng ở chỗ nào em? Kem có nghe được không? Sốt khát nóng ở chỗ nào? Lớp phó phong trào. Sốt là tình trạng nóng của thân nhiệt toàn thân, còn nóng là một cái ổ khu trú. Nóng là biểu hiện khu trú tại tại chỗ, đúng rồi đó, như giống như bài viêm chúng ta mới vừa học xong. Còn sốt là biểu hiện nóng toàn thân, đúng rồi. Thầy kể cho em nghe là thầy có bệnh nhân bà mẹ bồng em bé vào. Khi bà mẹ bồng em bé vào thì thầy thấy cái trán của em bé có dán cái miếng thuốc dán hạ nhiệt rất là to, dán giáp trán. Như vậy các em suy nghĩ coi miếng dán hạ nhiệt có hiệu quả không? Miếng dán hạ nhiệt có hiệu quả không các em? Rồi, không biết. Thầy có một bệnh nhân khác nữa, bà mẹ bồng em bé lại thì em bé trên trán dán có một miếng vuông vuông nhỏ nhỏ thôi, vuông vứt nhỏ nhỏ thôi. Thầy thấy hơi kỳ kỳ. Rồi khi thầy khám bệnh thì được dán áo của em bé lên, thì thầy thấy cái bụng lên dài, cái ngực dán một bên là ba miếng thuốc dán mà các miếng vuông vuông nhỏ nhỏ. Cái thầy sau đó thầy chuyển qua khám phổi, khám phổi thì thấy ở phía sau lưng thì lại dán cũng song song bên ba miếng là sáu miếng. Thầy mới hỏi như vậy chị còn dán chỗ nào nữa không? Có, tay chân đều có dán hết. Hỏi tại sao dán đều vậy? Nó thầy tôi sờ chỗ nào cũng nóng, mà miếng dán này là miếng dán cho hết nóng, thành ra tôi cắt tôi dán cho đều bởi vì mua con miếng. Đó thì các em thấy dù hoặc là chúng ta dán một miếng ở trán, hoặc là chúng ta dán hết toàn thân như vậy chút như vậy có hiệu quả không kem? Đó thì kem suy nghĩ. Muốn có biết hiệu quả không thì chúng ta đi vào cơ chế của sốt, chúng ta sẽ rõ hơn. Bài này thì trình bày kem thứ nhất là khái niệm nguyên nhân cơ chế và các giai đoạn của sốt, thứ hai là đoạn chuyển hóa và đoạn chuyển phận trong sốt, thứ ba là các dạng biểu hiện của sốt và ý nghĩa sinh học của sốt. Sốt là một tình trạng tăng thân nhiệt do lòng trung tâm điều hòa nhiệt độ dưới tác động của các nguyên nhân gây bệnh, thường là các yếu tố có hại như vi khuẩn và virus. Như vậy giữa vi khuẩn và virus, vi nào gây sốt cao hơn kem? Em đã trả lời cho thầy nghe coi, vi nào gây sốt cao hơn? Vi khuẩn hoặc là virus? Vi nào gây sốt cao hơn? Dạ virus. Virus, đúng là chính xác. Giống như bây giờ SARS-CoV-2, thành ra chúng ta SARS-CoV-2 mà nhiễm vào người chúng ta thì chúng ta đánh giá bằng cách đo thân nhiệt là chủ yếu. Đó, virus sốt rất là dữ kem. Và chúng ta học sinh lý rồi, nhiệt độ bình thường của cơ thể con người Việt Nam chúng ta dao động từ 36,5 đến 37,5, thành ra 37,6 trở lên gọi là sốt. Về nguyên nhân gây sốt thì chúng ta có nguyên nhân nhiễm vi sinh vật và nguyên nhân không do nhiễm vi sinh vật. Thì về hai dạng nguyên nhân này thì các em thấy nó giống hệt như nguyên nhân gây viêm. Nó thành ra người ta gọi có viêm thì sẽ có sốt. Hay nó khác hơn, một bệnh nhân chúng ta vào mà có sốt thì bản thân bác sĩ chúng ta phải tìm coi nguyên nhân tại sao bệnh nhân bị sốt, tức là chúng ta tìm coi ổ viêm đâu đó, tức là nguyên nhân gây viêm để mà chúng ta chẩn đoán bệnh viêm cái gì, bệnh gì. Nhưng mà cái tác giả mà phát minh ra cái bài sốt này, phát minh ra cơ chế sốt này, thì tác giả mới đặt nguyên nhân gây sốt, nguyên nhân nhiễm vi sinh vật hay là nguyên nhân không do nhiễm vi sinh vật thành một cái tên chung gọi là chất gây sốt ngoại sinh. Mà chữ ngoại này thì các em hiểu dùm thầy, do tác giả đặt thôi, đặt tất cả nguyên nhân gây sốt là chất gây sốt ngoại sinh. Chứ các em đừng có ngầm hiểu nhầm, các em đừng có hiểu nhầm cái chữ ngoại này. Chữ ngoại này là nguyên nhân bên ngoài là sai các em. Để sau này khi thi mà các em thấy có lời dẫn là chất gây sốt ngoại sinh thì chúng ta nói về nguyên nhân gây sốt đó, thì các em nhớ chọn cả nguyên nhân bên ngoài lẫn nguyên nhân bên trong. Chứ đừng có chọn nguyên nhân bên ngoài không là thiếu. Bởi vì chúng ta có chất gây sốt nội,
nội sinh đây, chân sốt nội sinh đây. Cơ chế sốt chúng ta thì có hai con đường tạo ra cơ chế sốt. Một con đường đầu tiên là con đường viêm cấp tính là bên đây. Con đường thứ hai là con đường viêm mãn tính. Chúng ta có hai con đường. Hai con đường thì con đường nào cũng đều dẫn đến sản phẩm cuối cùng là sốt đây. Đó. Con đường thứ nhất là con đường viêm cấp tính. Mà khi viêm cấp tính thì các em biết là chúng ta có chất gây sốt ngoại sinh. Chất gây sốt ngoại sinh khi nó vào cơ thể chúng ta thì bạch cầu ra tấn công liền. Trong đó có bạch cầu đại nhân trung tính, đại nhân ái to và đại thực bào. Các bạch cầu này nuốt các vi sinh vật xâm nhiễm hay nuốt các vật lạ xuất hiện trong cơ thể chúng ta. Nuốt xong, nuốt dài cho tới chết. Nó phóng ra chất gây sốt nội sinh. Và chất gây sốt nội sinh sau khi được phóng ra, nó sẽ kích thích lên trung tâm điều hòa thân nhiệt. Sau khi kích thích trung tâm điều hòa thân nhiệt thì bắt đầu trung tâm điều hòa thân nhiệt của chúng ta ở vùng dưới đồi, nó sẽ hoạt hóa axit arachidonic đang bất hoạt thành hoạt hóa. Mà sau khi được hoạt hóa xong thì axit này xúc tác việc sản sinh monoamin, tạo ra rất nhiều monoamin, và monoamin này lại kích hoạt AMP vòng bất hoạt thành AMP vòng hoạt hóa. Sau khi được hoạt hóa AMP vòng xong thì chính AMP vòng hoạt hóa này nó sẽ tác động lên các set point. Các set point là những cái điểm điều nhiệt nằm ở trên màng tế bào thần kinh ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Khi set point bị thay đổi thì nó sẽ tác động phát một cái lệnh cho toàn bộ các tế bào trong cơ thể chúng ta tăng cường chuyển hóa. Và khi tăng cường chuyển hóa như vậy thì ATP được sản sinh ra thật là nhiều, AMP được sản sinh ra nhiều, như vậy thân nhiệt bắt đầu sẽ tăng dần lên. Bên cạnh đó, set point còn ra một cái lệnh thứ hai là co toàn bộ các mao mạch ngoại vi. Mà khi co toàn bộ các mao mạch ngoại vi thì hiện tượng thể nhiệt chúng ta sẽ bị giảm dần đến ức chế. Do đó không có thoát nhiệt ra ngoài, mà thân nhiệt càng lúc càng tăng mà lại không thoát ra ngoài được. Nó thành ra tạo ra tình trạng nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân càng lúc càng tăng, và chúng ta gọi đó là sốt. Cơ chế sốt này do tác giả Rosendorf phát minh ra. Theo con đường viêm mãn tính. Con đường viêm mãn tính thì chúng ta nói, nhìn đây các em thấy, khi viêm mãn tính thì chúng ta thấy xuất hiện tế bào lympho, lympho T. Ở đây chúng ta nói về lympho TH. Lympho TH sau khi được kích hoạt xong thì nó được đẩy ra máu ngoại vi thật là nhiều trong giai đoạn viêm mãn tính. Và lúc này chất gây sốt ngoại sinh chúng ta bên đây chúng ta là chất gây sốt ngoại sinh. Nhưng mà qua tới viêm mãn tính thì nó lại đổi thành kháng nguyên. Thành ra trong viêm mãn tính chúng ta gọi các nguyên nhân gây viêm, nguyên nhân gây sốt là kháng nguyên. Giờ thầy lấy ví dụ như vi khuẩn lao đi. Trong giai đoạn viêm cấp tính, vi khuẩn lao nó tấn công vào cơ thể chúng ta. Sau 2 tuần dù điều trị không điều trị, vi khuẩn lao nó vẫn tồn tại rất là dữ, các em không giết được nó liền đâu. Nó thành ra nó chuyển qua viêm mãn tính. Lúc này tế bào lympho T được đẩy ra máu rất là nhiều, nó nhìn thấy con vi khuẩn lao tràn ngập trong cơ thể của bệnh nhân. Mà trong khi đó thì lực lượng bạch cầu đa nhân ái toan chết hết trơn rồi, la liệt tiêu hết rồi, còn rất ít hoặc là biến mất. Chủ yếu của bây giờ chỉ còn lại là bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu đại thực. Đại thực bào nhưng số lượng nó giảm rất là dữ, tại vì nó cũng chết rất là nhiều rồi. Và khi nó chết nhiều như vậy, bắt đầu nó sinh ra cái chuyện nhút nhát sợ sệt, nó không dám tấn công vi khuẩn lao nữa. Từ cái chỗ đó mà tế bào lympho TH của chúng ta nhìn thấy có chuyện này. Do đó TH chúng ta nó mới phóng ra các lymphokin. Và các lymphokin này nó sẽ tưới điều lên trên màng của quần thể bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đại thực bào đang nhút nhát này. Sau khi được tưới cái lượng lymphokin lên trên màng thì các tế bào bạch cầu đa nhân trung tính lẫn đại thực bào nó trở nên hùng mạnh, mạnh mẽ lên, nó lắc qua lắc lại và nó tiến thẳng về con vi khuẩn lao để nuốt con vi khuẩn lao. Nó đâu có ngờ rằng sau khi nuốt vi khuẩn lao xong nó cũng chết. Giống như thanh niên Việt Nam chúng ta uống nhầm thuốc lắc, uống vào là phải lắc. Đó, như vậy chúng ta có hai con đường. Con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính. Hai con đường này đều dẫn đến sốt, em đều tạo ra chất gây sốt nội sinh, đều dẫn đến sốt. Và các em suy nghĩ giùm thầy coi, giữa hai con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính, con đường nào sốt cao hơn? Em nào suy nghĩ được trả lời giùm thầy coi, viêm cấp tính hay là viêm mãn tính, viêm nào sốt cao hơn? Viêm cấp hay viêm mãn? Tại sao?
Viêm cấp sốt cao hơn hay viêm mãn sốt cao hơn các em? Lớp trưởng lớp 2. Dạ em nghĩ là viêm cấp sốt cao. Tại sao? Em đoán vậy chứ làm gì? Không biết. Rồi chuyển qua lớp học tập. Cũng đó là viêm cấp. Viêm cấp sốt cao chính xác rồi, nhưng mà tại sao nè? Rất đơn giản thêm. Em nhìn trên slide trả lời rất đơn giản thôi. Tại vì cấp là đột ngột. Không phải. Sao? Tiếp tục suy nghĩ nữa. Muốn sốt cao thì chất gây sốt nội sinh phải. Phải sao? Muốn sốt cao thì chất gây sốt nội sinh phải thật là nhiều. Đó. Mà các em đã trả lời là viêm cấp sốt cao hơn, thì có nghĩa là viêm cấp chất gây sốt nội sinh nó thật là nó nhiều hơn so với viêm viêm mãn. Như vậy tại sao trong viêm cấp chất gây sốt nội sinh được sinh ra nhiều hơn là do? Do bạch cầu với đại thực bào được quy động tới cái ổ viêm nhiều hơn. Nhiều hơn, và lúc đó nó chưa chết nhiều, nó còn rất là đông, thì nó sinh chất gây sốt nội sinh thật là nhiều, đúng rồi đó. Do lực lượng bạch cầu của bên viêm cấp nó đông, trong khi lực lượng bạch cầu bên viêm mãn ít, bởi nó chết nhiều quá rồi. Nó thành ra khi viêm cấp sốt là cao và viêm mãn thì sốt ít hơn. Cũng như chúng ta nếu mà nhiễm SARS-CoV-2 thì bạch cầu chúng ta huy động toàn lực kem, mặc dù biết quánh với nó không phải chuyện đơn giản, bạch cầu đem ra chiến đấu rầm rộ, quánh nó dữ dội đó, bạch cầu quánh nó rồi bạch cầu cũng chết, mà chết dài dài thì phóng chất gây sốt nội sinh ra dài dài, thành ra sốt nó diễn ra rất là dữ, sốt ào 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 đó. Thì chúng ta đang trong giai đoạn chiến đấu này đối với con SARS-CoV-2 là vậy kem. Rồi cảm ơn kem. Rồi cái giai đoạn của sốt, chúng ta có ba đoạn cơ sốt: một là sốt tăng, hai sốt đứng, ba là sốt lui. Trong giai đoạn sốt tăng thì lúc này tình trạng sản nhiệt theo lệnh của set point sản xuất rất dữ, sản nhiệt tăng rất là cao, lớn hơn thể nhiệt và lớn hơn một. Lúc này bệnh nhân ớn lạnh, rét run, da nhợt, giảm tiết mồ hôi, huyết áp tăng nhẹ. Ở trên lâm sàng, ở đôi khi sau này các em ngồi trực phòng khám ở bệnh viện, các em sẽ thấy bệnh nhân vào thì lấy ví dụ như một bệnh nhân buổi trưa đi, 12 giờ trưa các em đang ngồi trực. Một bệnh nhân nam vào, đầu thì đội nón len, chân thì mang giày bốt, mặc quần jean, khoác thêm cái áo len nữa. Thì khi bước vào phòng khám thì gặp các em và gặp điều dưỡng. Thì điều dưỡng hỏi liền, đi đâu đây? Điều dưỡng nó sợ mấy thằng khùng vô. Hỏi liền đi đâu đây? Thì cái người bệnh nhân này nói, dạ đi khám bệnh. Bệnh gì? Nóng. Đó thì điều dưỡng kêu leo lên giường. Khi mà lên giường xong thì điều dưỡng đặt cái ống thủy nhiệt kế đó kìa. Hay bây giờ chúng ta có cái súng bắn rồi, bắn cái đùng. Sau khi điều dưỡng lấy cái súng bắn vô trán bệnh nhân thì một cái nhiệt độ 39 độ rưỡi, 40 độ luôn. Bệnh nhân sốt rất là cao, các em sốt lắm. Cái điều dưỡng hét lớn lên, cởi đồ ra. Thế là bệnh nhân lần lượt cởi cái áo len ra, tới cái áo gió bên trong. Áo gió bên trong cởi ra, gặp cái áo len tử thân, cởi áo len tử thân ra. Thì lại gặp một cái áo thun cởi ra, gặp áo thun ba lỗ. Bắt cởi luôn, ở trần luôn. Rồi sao? Đó thì bắt đầu bệnh nhân ở trần xong bệnh nhân bắt đầu run. Bệnh nhân than lạnh quá, lạnh quá. Các em đứng đó các em thấy mũi lòng lắm, rất lạnh. Ô, tại sao bệnh nhân vẫn than lạnh các em? Lạnh dữ lắm đó, lúc đó bệnh nhân lạnh dữ lắm. Có thể lấy tình huống như một em bé đi. Bà mẹ, em bé sốt, bà mẹ chở thẳng vào bệnh viện. Bà mẹ quấn không biết bao nhiêu lớp. Vô tới bệnh viện thì điều dưỡng kêu lột hết, bắt đầu cởi hết trơn toàn bộ đồ trên người em bé, khăn, khiến và quấn, cởi sạch ra, em bé nằm trần truồng ở trên cái giường.
Em bé cởi ra xong em bé: mẹ ơi con lạnh quá mẹ, con lạnh quá mẹ. Đó thì các em thấy coi. Như vậy thứ nhất là tại sao bệnh nhân lạnh, thứ hai cỡ độ ra như vậy có hiệu quả không. Đó thì các em suy nghĩ coi, tại sao lạnh các em? Em nào suy nghĩ được trả lời thầy coi, tại sao bệnh nhân lạnh? Dạ do thay đổi điểm trường. Sao điểm trường, tại sao điểm trường lúc này thay đổi? Dạ là do rối loạn trung tâm điều nhiệt, nó làm tăng cái điểm trường lên cho nên là mình cảm thấy lạnh. Tăng điểm trường lên làm cho bệnh nhân có cảm thấy lạnh. Nó là một một ý thôi, ý thứ hai nữa. Sao bệnh nhân lạnh thực sự chứ phải cảm giác lạnh nha, lạnh thực sự luôn. Thành ra cái triệu chứng thầy ghi đây là ớn lạnh rét run. Sao ngoài điểm chứng ra còn gì nữa? Em nào biết? Tại sao bệnh nhân cảm thấy lạnh dữ dội là do cơ chế nào? Bên cạnh chỉ điểm chứng ra, nhưng cơ chế quan trọng nhất là do, em đã trả lời được, là do gì? Là do gì em? Hồi nãy chúng ta mới vừa học xong cái cơ chế của sốt là do gì? Giảm thể nhiệt do co toàn bộ mao mạch ngoại ngoại vi. Mà khi co toàn bộ mao mạch ngoại vi lại thì làm cho bệnh nhân có cảm giác rất là lạnh, lạnh lắm kem. Và nhiệt độ càng tăng thì mạch máu càng, mạch máu ngoại vi càng co, thành ra bệnh nhân càng cảm giác rét run nhiều hơn. Thì ngay lúc này điều dưỡng mới mới nói với, mà khi co mạch ngoại vi như vậy thì làm cho da ni bệnh nhân nhợt nhạt. Mà khi co mạch ngoại vi thì máu dồn về nội tạng quá tăng nhẹ lên kem, lưu lượng tuần hoàn tăng quá tăng nhẹ lên một chút. Mà khi co mạch ngoại vi thì không có tiết mồ hôi, là giảm tiết mồ hôi dữ dội, da vẫn khô. Thì lúc này điều dưỡng làm gì kia, làm gì kem? Điều dưỡng nói với bà mẹ điều dưỡng nói với bà mẹ là đó, bà mẹ mà có bệnh nhi đó, thì điều dưỡng nói đó, tôi có cái thao nhỏ nhỏ đó, tôi có cái khăn sạch để đó, tôi có cái bình thủy nước sôi đó, chị hứng nước trong vòi, sau đó chị để nước sôi vào, chị pha cho nó ấm, vừa ấm bàn tay, chị lấy khăn chị lau cho bé. Nó như vậy, khi mà chúng ta nhúng khăn vào trong nước ấm, chúng ta dắt ráo nước và chúng ta dùng tay chúng ta chà nhẹ cái khăn trên da em bé, giống như massage nhẹ nhẹ trên da em bé như vậy, thì hiện tượng này chúng ta gọi là lau ấm. Và nhờ lau ấm đó mà thân nhiệt của bé nó đang sốt 39,5, nó giảm từ từ xuống rất là tốt kìa, góp phần hạ nhiệt cho bé rất là nhanh đó. Thì điều dưỡng dạy bà mẹ lau, đầu tiên là lau mặt. Nếu mà có một cái khăn đều thì chúng ta lau mặt, tức là lau mặt, lau trán, sau đó chúng ta lau cả người, và sau đó chúng ta lau nách, và cuối cùng chúng ta lau bẹn. Thì mục đích chúng ta lau như vậy để chi em? Động tác lau nhẹ nhẹ trên da bé để làm gì? Em đã trả lời được câu này. Mục đích lau nhẹ nhẹ trên da bé làm gì em? Làm giãn mạch máu ngoại vi. Chính xác. Đó, khi chúng ta lau nhẹ nhẹ với nước ấm như vậy, khăn ấm như vậy, thì nó kích thích phản xạ thần kinh sợ trụ, tức là nó chống lại tình trạng co mạch, hưng phấn thần kinh giãn mạch. Và khi giãn mạch ngoại vi như vậy, thân nhiệt sẽ thoát ra ngoài được và bệnh nhân cảm thấy đỡ ớn lạnh rét run hơn. Đó thì rất là tốt. Thành ra chúng ta có cái xử trí nhanh và lẹ cho em bé là bên cạnh chuyện chúng ta cho uống thuốc hạ nhiệt khi sốt cao, là chúng ta phải cho lau ấm là như vậy các. Nhưng nhớ dùng thầy, chúng ta chỉ sử dụng lau ấm cho em bé thôi, chứ bệnh nhân người lớn chúng ta không lau ấm như các em. Bệnh nhân người lớn thì chúng ta
khuyến cáo là nên cho uống thuốc liền tại chỗ chứ không cho lau ấm. Tại vì nhiều bác sĩ chúng ta lợi dụng tình trạng lau ấm đó mà dẫn đến những chuyện không hay. Ví dụ như bác sĩ nam đi lau ấm cho các cô bệnh nhân nữ thì rất nguy hiểm cả. Thứ hai là sung đứng. Và cơ thể chúng ta khi lấy các chất vào để mà chuyển hóa thì lúc đầu gom vào một lượt chuyển hóa xong phải chờ đợt các chất đưa vào thứ hai, đợt hai nữa, thành ra sản nhiệt cứ ngưng lại không tăng lên và thải nhiệt nó rượt theo, hai cái số lượng sản nhiệt thải nhiệt bằng nhau, thành ra kết quả bằng một. Lúc này nhiệt độ vẫn còn cao, da vẫn còn khô, mồ hôi vẫn chưa ra, thở nhanh là thấy bớt nhiệt độ ra ngoài. Và trên lâm sàng chúng ta không phân biệt được đâu là sốt tăng, đâu là sốt đứng, bởi vì bệnh nhân sốt rất là cao, da bệnh nhân vẫn khô, bệnh nhân vẫn lạnh, nó thành ra chúng ta không phân biệt được giữa sốt tăng và sốt đứng. Nhưng chuyển sang giai đoạn thứ ba là sốt lui. Sang đoạn sốt lui thì sản nhiệt trên thể nhiệt nhỏ hơn một, lúc này thải nhiệt vượt qua mặt sản nhiệt luôn, chúng ta chưa đang chờ cái đợt sản nhiệt thứ hai nó hình thành, thì lúc này mồ hôi ra nhiều, bệnh nhân tiểu nhiều, thì lâm sàng chúng ta biết được bệnh nhân có sốt lui ngay trong thời điểm mồ hôi giả ra. Nhưng nếu như chúng ta không điều trị bệnh nhân này đang sốt lui mà không điều trị thì sau đó sản nhiệt lại tiếp tục hình thành theo lệnh của sếp phôi và bắt đầu hình thành giai đoạn sốt tiếp theo là sốt tăng, rồi lại sốt đứng, rồi lại sốt sốt lui. Như vậy tăng đứng lui nó diễn ra liên tục nếu như chúng ta không xử trí, làm cho bệnh nhân có cảm giác lạnh lạnh rồi bắt đầu nóng, khi mồ hôi ra nhiều bắt đầu cảm giác nóng, nóng xong bắt đầu nó co mạch ngoại vi lại, bắt đầu tiếp tục sốt tăng là lại lại lạnh, sốt đứng lại lại lạnh, cái qua sốt lui lại lại nóng, thành ra cơ thể người bệnh nhân chúng ta cứ thang lạnh nóng như vậy hoài. Do đó đôi khi kem trực cái phòng khám, bệnh nhân vào và bệnh nhân đang sốt, bệnh nhân vào bệnh nhân khai là sau từ sáng tới giờ mà sau khi cái họng bác đau đau quá, cái bắt đầu bác nao bác lạnh lạnh rồi nóng, lạnh nóng liên tục cho tới bây giờ bác đến bác gặp con trong bệnh viện để khám bệnh. Tôi chỉ các em phải hiểu đây là tình trạng biểu hiện của các giai đoạn của sốt, sốt tăng, sốt đứng và sốt sốt lùi, rất đơn giản và chẳng gì khó khăn cả. Chuyển sang đoạn chuyển hóa trong sốt. Đầu tiên đoạn chuyển hóa về lysis. Để có sự tăng nhiệt độ như vậy thì cơ thể chúng ta phải quy động chuyển hóa gluco thật là dữ vào trong chu trình rét. Do đó muốn nhiệt độ tăng thì chúng ta phải tăng từ chối năng lượng và tiêu thụ oxy tăng, trong đó hàng đầu vẫn là tăng chuyển hóa gluco. Mà khi sử dụng gluco trong máu hết rồi không đủ nữa mà nhu cầu của sếp phôi bắt phải tăng nhiệt lên nhiều hơn nữa thì cơ thể chúng ta bắt buộc phải phân hủy glycogen dự trữ ở gan và cơ ra. Mà khi phân hủy glycogen dự trữ gan và cơ ra thì làm cho đường trong máu bệnh nhân đang sốt cao tăng lên. Và thêm vào đó quá trình chuyển hóa bắt đầu nó tăng lên, mà chuyển hóa càng nhanh càng nhiều thì các sản phẩm axit càng đào thải ra nhiều và axit lactic cũng đào thải ra cực kỳ nhiều. Axit đào thải ra càng nhiều thì bệnh nhân chúng ta khi bị sốt lại có cảm giác là uể oải, đau đầu đó, mệt mỏi đó, và đặc biệt chúng ta làm biếng. Đặc biệt nữa nếu là sinh viên thì làm biếng đi đi học, bây giờ học online rồi uể oải mệt mỏi, mở cái máy lên đó, đăng ký cái link nhảy vô xong lăn ra giường ngủ tiếp cổ vậy đó kem. Rồi tiếp theo, sau khi xài đường không đủ thì xài cả ly ly bít. Khi sốt cao kéo dài thì sử dụng đường không đủ thì phải sử dụng cả ly bít do nhu cầu chuyển hóa cao. Mà tăng sử dụng ly bít thì càng đào thải các sản phẩm ceton, mà sản phẩm ceton càng vào trong máu càng nhiều thì nó kết hợp cùng với các sản phẩm axit do chuyển hóa gluco tạo ra, cuối cùng làm cho môi trường càng to, mà càng to thì bệnh nhân chúng ta càng đau nhức nhiều hơn nữa. Xài đường không đủ, xài mỡ không đủ thì xài luôn cả đạm của chúng ta, cả thịt chúng ta, tức là ảnh hưởng đến chuyển hóa protein, tức là tăng thối hóa protein và giảm tổng hợp protein, làm cho bệnh nhân chúng ta sau thời gian bị sốt cao kéo dài sẽ gầy và sụt cân đi. Vì vậy mà trong khi điều trị bệnh nhân của chúng ta thì chúng ta bắt buộc là phải cho điều trị bệnh nhân, bắt buộc chúng ta phải cho bệnh nhân chúng ta là dinh dưỡng đầy đủ để tránh lại tình trạng sụt cân. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang rối loạn nhà chức vận trong sốt kem. Rồi chức vận trong sốt đầu tiên chúng ta bàn về rối loạn thần kinh. Thì bệnh nhân của chúng ta than nhức đầu, chóng mặt, đau mình mẩy mê sảng quay hôn mê. Thì khi chúng ta bị
Sốt thì chúng ta luôn luôn nhức đầu rồi chóng mặt, đau nhức mình mẩy, nặng nữa thì mê sảng, nặng nữa thì co giật, hôn mê. Có một điểm này thầy muốn khuyên các em là chúng ta là thầy thuốc, chúng ta cố gắng đừng để bệnh nhân chúng ta rơi vào trạng thái co giật. Khổ lắm các em. Qua nghiên cứu thống kê, nếu mà em bé nó sốt cao, dù chỉ một lần co giật trong đời khi sốt cao thôi, thì khả năng xuất hiện biến chứng động kinh sau này rất là cao. Đó. Mà cái biết động kinh thì không thuốc trị, khổ lắm, người động kinh rất là đau khổ, muốn dừng té lúc nào thì dừng. Đó. Do đó chúng ta các em sau này lớn lên lập gia đình thì các em nhớ giùm thầy cố gắng chăm sóc con các em cho thật là tốt. Đó. Còn hoặc là hiện tại bây giờ các em chăm sóc cho em, cho cháu các em cũng thật là tốt, đừng để em cháu của các em rơi vào sốt cao co giật, nó rất là đáng sợ các em. Và nặng nữa co giật và hôn mê. Cơ chế thì người ta nhận thấy rằng do vi khuẩn hoặc độc tố vi khuẩn tác động vào hệ thần kinh chúng ta, bên cạnh các sản phẩm axit mà được tạo ra chúng ta bàn hồi nãy đó kìa. Rồi thứ hai là tuần hoàn. Rồi tuần hoàn thì người ta nhận thấy rằng mạch nhanh và nhịp tim nhanh do nhu cầu tăng chuyển quá, có nghĩa là cơ thể lúc này sốt cao cần phải tạo ra nhiều ATP để cho sốt càng lúc càng cao. Ngu vậy đó kìa. Mà càng tạo ra ATP thì bắt buộc dòng tuần hoàn phải chạy thật là nhanh để đẩy máu cùng các chất dinh dưỡng tưới vào các tế bào thật là nhanh giúp cho sự chuyển hóa. Và người ta nhận thấy khi nhiệt độ tăng lên 1 độ thì mạch và nhịp tim tăng lên 10 nhịp. Ở những người thần kinh quá nhạy cảm, do thần kinh giao cảm quá nhạy cảm có thể tăng lên 15 hoặc 20 nhịp. Song song với tuần hoàn thì hô hấp nó cũng hỗ trợ vào. Bây giờ dòng máu chảy nhanh mà không có oxy không được. Nó có oxy mới tạo ra sự hô hấp tế bào trong chu trình, trong chu hấp tế bào trong chu trình rep được. Vì vậy mà cơ thể chúng ta lại có tình trạng thở nhanh và thở sâu để cung cấp nhiều oxy cho tế bào. Bên cạnh đó rồi thứ tư là về tiêu hóa, bệnh nhân đắng miệng, chán ăn, niêm mạc môi miệng khô. Nó thì các em biết là khi chúng ta bị sốt ăn uống chả ngon lành gì hết. Đó, đắng miệng, chán ăn, niêm mạc môi miệng khô có kèm theo giảm giảm tiết dịch, giảm ống du động, ống tiêu hóa, khó tiêu, đầy hơi và táo bón. Thì rõ ràng khi chúng ta bị sốt khi chúng ta bị sốt thì các em biết là ăn uống chả ngon lành, cái miệng chúng ta khô queo khô quắc, à nhai thức ăn chả thấy ngon lành gì hết, thì chủ yếu là do tuyến nước bọt chúng ta giảm tiết dịch nước bọt, mà trong đó đặc biệt là amila, nó sẽ kích thích cho cái sự thèm ăn. Amila nó còn giúp cho sự nhào trộn, sự phân cắt thức ăn chúng ta tốt hơn, và nó kích thích cho sự kích hoạt tiết dịch của các tuyến cấp ở phía dưới như là dịch dạ dày, dịch tụy, dịch mật, dịch ruột. Đó, bây giờ tất cả cái dịch này đều giảm tiết hết do tình trạng mất nước khi bị sốt, và làm cho các tuyến của chúng ta, các tuyến tiêu hóa chúng ta nó thiếu dịch đi, thành ra tiết ra rất là ít. Hay nói khác hơn, cơ chế chính của nó là giảm tiết enzyme tiêu hóa. Vì vậy mà khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân khi bị sốt thì chúng ta bổ sung thêm các enzyme tiêu hóa giúp cho bệnh nhân thèm ăn và bệnh nhân ăn uống ngon miệng hơn. Enzyme tiêu hóa ở thị trường chúng ta bán rất nhiều, các em thể lấy ví dụ như pancrela, tức là enzyme của tụy đó, giúp bệnh nhân ăn uống ngon và kích thích tiêu hóa tốt hơn. Chuyển sang rồng tiết niệu. Khi sốt tăng thì bệnh nhân có tăng nước tiểu do co mạch máu ngoại vi. Mà khi tăng nước tiểu trong sốt tăng thì tiểu ra mất nhiều nước quá, mà trong khi cơ thể đang mất nước, do đó cơ thể khôn lắm các em, chuyển qua sốt đứng thì lại tăng tiết nhiều ADH và aldosterone, mà tăng tiết nhiều ADH và aldosterone thì lại dẫn đến giảm nước tiểu. Mà giảm nước tiểu ứ giữ nước lại trong cơ thể chúng ta, giữ lại trong khoảng giang bào, mà giữ lại đó thì lượng nước này được đun nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể đang bị sốt, chả có kết quả gì cả. Thành ra chuyển sang giai đoạn sốt lui thì bắt đầu đẩy nước ra bên ngoài bằng cách là tăng tiểu, cho nước thải ra ngoài bên ngoài thật nhiều, tức là làm tăng nhu cầu thải nhiệt. Rối loạn tiếp theo là có tình trạng tăng acetat và cortisol. Acetat là nội tiết tố tiền viêm, cortisol là nội tiết tố kháng viêm. Mà khi tăng các nội tiết tố này lên thì giúp cho quá trình viêm nó giảm dần đi, góp phần ổ viêm chúng ta hạn chế dần, giúp cho bệnh nhân chúng ta bớt viêm dần, và chúng ta hết viêm thì chúng ta sẽ bớt sốt. Trong đó thì có kèm theo tăng chức phận gan và tăng chức phận miễn dịch.
Các em biết là khi sốt bắt đầu hình thành sốt, sốt nhẹ nhẹ, dài, sốt cao, đặc biệt là sốt nhẹ, thì bên cạnh kích hoạt gan chúng ta tăng chức năng khử độc, tăng chức năng khử trùng, tức là loại hết các vi sinh vật xâm nhiễm, loại hết các chất độc tạo ra trong cơ thể chúng ta khi bị sốt, thì còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là gan chúng ta tăng tổng hợp các protein cho cơ thể. Mà lạ lắm, em khi sốt cao thì càng tăng tổng hợp protein nhiều hơn, và lúc này đặc biệt tăng tổng hợp nhiều gamma globulin, tức là kháng thể đó em, nó và kháng thể lúc này tăng sinh nhiều hơn, nó thì tạo ra tăng chức phần miễn dịch. Cũng như thầy lấy ví dụ như tiêm vaccine vào bạch cầu đến tấn công các nguyên liệu tạo ra vaccine, nó tấn công nguyên liệu tạo ra vaccine, thì bắt đầu tấn công vào các nguyên liệu tạo vaccine, bạch cầu đến, mà bạch cầu đến càng nhiều thì càng ổ viêm ở trong cơ thể ngay chỗ cái bắp tay chúng ta tiêm ngừa đó, nó sẽ sưng đỏ lên, mà nó càng sưng đỏ bạch cầu càng đến nhiều thì tình trạng viêm càng nhiều, mà tình trạng viêm càng nhiều nó thì bắt đầu gây sốt cao lên, mà càng sốt lên thì càng kích hoạt hệ miễn dịch chúng ta, càng sản sinh nhiều gamma globulin, thì đó là thỏa nguyện vọng chúng ta khi tiêm ngừa là càng tạo nhiều gamma globulin thì rất là tốt cho cơ thể chúng ta, kèm theo tăng chức phần miễn dịch. Các dạng viêm của sốt hiện nay trên lâm sàng chúng ta có 4 dạng viêm của sốt. Dạng thứ nhất là sốt liên tục. Sốt liên tục có nghĩa là thân nhiệt của người bệnh nhân chúng ta tăng trên 38 độ C kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần nếu như không điều trị. Và chúng ta gọi đó là sốt hình bình nguyên, mà chúng ta thường gặp trong các bệnh như là bệnh thương hàn hay là bệnh viêm phổi thùy, là hai bệnh này thường gặp nhất. Đặc biệt là bệnh thương hàn thường gặp sốt hình bình nguyên nhiều nhất. Cái dạng sốt thứ hai là dạng sốt dao động, sáng không sốt, chiều lại sốt. Đó, thành ra nó lạ lắm, sáng ngồi đi học bình thường, sinh viên chúng ta sáng học bình thường, tự nhiên ăn cơm trưa xong có bắt đầu chiều cái là sốt đùng đùng không đi học nổi. Đó, còn là sáng đi học, chiều đi học, cái bắt đầu ăn cơm chiều xong sốt đùng đùng lên không đi trực bệnh viện được, cái báo xin nghỉ trực bệnh viện, bị lớp trưởng cự. Tại sao mày đi học buổi sáng buổi trưa được, tới tìm trường mày đi trực bệnh viện buổi tối đi không được. Đó, lúc này mới nói thiệt, tao đang sốt mà, còn tao đau dữ lắm, tao đi không nổi, giờ nhiệt độ tao lên 39,5 đây, gần 40 độ đây, thầy Long dặn rồi, có chừng bị co giật thì ở nhà cho nó chắc. Đó, thì ra chúng ta sốt dao động như vậy, thành ra chúng ta dao động sáng chiều chúng ta gặp trong lao phổi, hoặc chúng ta gặp trong viêm đường hô hấp trên, trong đó không loại trừ viêm họng. Viêm đường hô hấp trên, chúng ta còn gặp viêm đường hô hấp trên cấp tính do SARS-CoV-2, đó kem, rất là khủng khiếp. Cái thứ ba là sốt ngắt quãng. Sốt ngắt quãng có chu kỳ một ngày hoặc hai ngày, tức là thí dụ như hôm nay sốt đùng đùng suốt ngày, ngày mới hết sốt. Hoặc là ngày mới sốt, ngày mốt sốt lại, tức là sốt có chu kỳ một ngày. Còn hoặc hôm nay sốt đùng đùng, ngày mới ngày mốt không sốt, ngày kia sốt lại, tức là sốt có chu kỳ hai ngày. Tùy theo cái loại ký sinh trùng sốt rét, loại nào có chu kỳ một ngày, chu kỳ hai ngày, chúng ta tạo ra tình trạng sốt ngắt quãng thường gặp trong sốt rét. Cái sốt thứ tư chúng ta thường gặp, chúng ta gọi là sốt hồi quy. Sốt hồi quy thì chúng ta, sốt hồi quy là cái tình trạng sốt mà lạ lắm kem. Nếu như mà bệnh nhân sốt hồi quy thường gặp do nhiễm sóng khuẩn Leptospira, trong bệnh sốt vàng da do Leptospira. Nếu như mà chúng ta điều trị, nếu bệnh nhân sốt, bệnh nhân đi điều trị thì sau khi cho thuốc vào hết sốt, không nói gì. Có nhiều mà cái khổ lắm con Leptospira kem, là nó thường xuất hiện nơi ao tù nước động. Nó thành ra cái ở thành thị, ở thành phố thì cái nơi ao tù nước động nhiều nhất là ống cống. Thành ra công nhân cầu cống, công nhân vệ sinh chúng ta là nhiễm nhiều nhất Leptospira. Mà cái biết công nhân vệ sinh, công nhân cầu cống thì lương rất là thấp. Đó, lương rất thấp. Mà lương thấp như vậy tiền họ ít, do đó khi bị sốt họ ít khi đi đến bệnh viện lắm nha. Y ít khi đến các thầy thuốc để điều trị lắm, mà ra nhà thuốc Tây mua viên thuốc sốt uống vậy là xong. Mà uống viên thuốc sốt thì hết sốt một chút, nhưng mà trong khi đó con Leptospira vẫn còn ở trong người, do đó bệnh không hết. Bệnh không hết. Nhưng mà lạ một chỗ là Leptospira này nó gây sốt đúng tuần lễ, dù em không điều trị thì đúng tuần lễ tự cũng hết. Do đó người bệnh nhân ta phớt lờ đi, ta nói tôi nóng cũng tuần tự nhiên tôi hết à.
hết xong con vi khuẩn nằm trong người thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, hoặc tháng sau, 2 tháng sau hoặc sốt lại đó. Thành ra người ta cứ dây dưa không điều trị, mà một tuần sốt, một tuần không sốt, một tuần sốt, một tuần không sốt, thì nó tạo ra một hình ảnh giống như cái bức tường thành như các vua chúa hồi xưa, thành ra tự gọi là sốt dạng bức tường thành các em. Nhưng mà người ta đâu, người dân đâu có ngờ rằng đến một lúc nào đó người ta không sốt nữa mà người ta chuyển thành tình trạng da vàng sậm đó. Và khi da vàng sậm và vào bệnh viện thì bắt đầu mới biết mình bị sốt vàng da do leptospi đi ra. Lúc này gan bệnh nhân đã bị xơ rồi, tức là con leptospira nó tấn công vào gan, nó gây xơ gan của bệnh nhân rồi, rất là khổ. Ý nghĩa sinh học của sốt, sốt là một phản ứng bảo vệ của cơ thể. Tại sao chúng ta gọi là bảo vệ cơ thể? Tại vì sốt, cái đơn giản nhất đó là dấu chỉ điểm cho bác sĩ chúng ta phải tìm cho được tại sao sốt, bệnh nhân tại sao sốt, tức là tìm được nguyên nhân gây sốt. Chúng ta phải tìm được ổ viêm đâu đó, mà tìm được ổ viêm tức là chúng ta đã chẩn đoán được bệnh, giúp cho chúng ta điều trị chính xác hơn. Thứ hai, khi sốt như vậy nó tạo ra kháng thể, mà tạo ra kháng thể thì tạo ra sức đề kháng chúng ta, tạo để cho hệ thống miễn dịch chúng ta chống trả lại cái tình trạng nhiễm khuẩn này, nhiễm các vi sinh vật này. Cái thứ ba là khi sốt lên như vậy, gan chúng ta nó tăng cường khử độc, tăng cường loại trừ các con vi khuẩn khi nó đi ngang qua gan chúng ta. Thành ra nói chung sốt là phản ứng bảo vệ của cơ thể rất là tốt các em. Nhưng bên cạnh đó thì sốt nó cũng đâu phải là cái tốt không, nó có cái đáng sợ nhất là gây co giật, hôn mê và tử vong. Và người ta nhận thấy phản sốt ở người già và trẻ em khác với người trưởng thành. Người trưởng thành chúng ta trước cái sốt nội sinh bao nhiêu, sốt đúng bao nhiêu. Ở người trẻ em, ở trẻ em thì nhiệt độ thay đổi rất nhanh các em. Thí dụ nhiệt độ em bé mới vào bệnh viện nhi đồng chúng ta, ở phòng khám chúng ta là mới có 38 độ C thôi. Đó. Nhưng mà sau đó, ví dụ bệnh nhân đang trong mùa dịch sốt xuất huyết, mới vô 38 độ C, cái chuyện em bé vô phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi, thì chốt nhóm 15-20 phút sau bé tăng giọt lên 39 độ C. Đó, rất là nhanh. Hoặc là nửa tiếng sau tăng lên 39 rưỡi, thậm chí 40 độ C. Thành ra em bé chúng ta phải theo dõi cực lẹ, cực kỹ, bởi nhiệt độ thay đổi cực nhanh, do đó nhanh chóng dẫn đến co giật và hôn mê. Còn đối với người già thì khác, người già thì nó bò từ từ. Bệnh nhân đau họng dữ dội vậy, bệnh nhân có cái nhọt hay cái áp xe rất là to, mà nhiệt độ có 37 rưỡi, 37, 37, 36, 37, 38, 37, 39 hay là 38, 38, 2 vậy thôi, nhiệt độ rất là thấp. Đó thành ra, nhưng mà chúng ta không có coi thường nhiệt độ thấp của người già, coi như nói là người ta bị phản ứng sốt nhẹ, không phải đâu, nó bò chậm thôi. Chứ tình trạng bệnh lý bệnh của người già cũng đang rất là nhiều, mà khi chúng ta khám ổ viêm chúng ta sẽ rõ. Lúc nào cần bảo vệ ở cơn sốt, lúc nào cần cắt sốt thì cần bảo vệ cơn sốt. Nhớ dùng thầy, khi tiêm ngừa, chúng ta cố gắng bảo vệ cơn sốt. Sốt nhẹ nhẹ, chúng ta không có dùng thuốc hạ nhiệt. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế chúng ta là sốt nhẹ nhẹ, không dùng thuốc hạ nhiệt. Để chi? Để kích thích cơ thể chúng ta tạo ra sức đề kháng, tạo ra hệ thống miễn dịch. Đó. Sốt nhẹ nhẹ không điều trị, nhưng mà chúng ta phải đặc biệt theo dõi. Mặc dù sốt nhẹ, chúng ta cho chỉ định lau ấm trên bé, nhưng mà theo dõi sát sao về nhiệt độ để tránh nhiệt độ tăng nhanh quá gây co giật, và đặc biệt là khi sốt cao lên bắt buộc phải cắt sốt. Và nhớ dùng thầy, phải tăng cường dinh dưỡng, phải tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân chúng ta, tại vì sốt hiện tượng tự thực đường mỡ và đạm của cơ thể. Thì đó là toàn bộ bài sốt. Chúng ta kèm câu hỏi bài tập tự học là giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Các em có thắc mắc gì không các em? Giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Các em có thắc mắc gì không giữa hai bài viêm và sốt? Có cần hỏi thầy cái gì không?